Em trân trọng cái cơ hội và cái dịp em được đồng hành cùng với chị. Dạ, em quý chị rất là nhiều. Tụi em ơi, mà chị làm cho chị nó rất cực kỳ tốn thời gian. Chị tin xuyên không? Tin chứ. Tin là tin ở mức độ như thế nào? Nói chung là cũng 8-9-10 á. 8-9-10 dữ à. Còn chị xuyên? 20. Ủa xin lỗi. Em kỳ cục quá đi à. Chị Xuyên ơi, mình nuốt cái cơn cười vô mình chơi giùm em đi nè. Đừng có chấp nữa. Sao mà tức quá à. Tức quá hả? Chào đón tất cả quý vị và các bạn khán giả đang đến với chương trình Khi Hai Là Một. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thường người ta nói là xa là nhớ, gặp nhau là cười, đúng không? Nhưng mà bạn gặp tôi bạn có cười, nhưng mà khi xa bạn không có nhớ tôi hả? Không, bạn nói những cái cụm từ đơn giản thôi. Ấy là tôi có khả năng gây thương nhớ cho người khác á. Thì sao nhờ? Tôi chỉ muốn nói là một tuần qua tôi không được gặp bạn, tôi cảm thấy rất là nhớ bạn, tôi quý bạn. Nhưng mà ngày hôm nay tôi biết là cái tình cảm của tôi với bạn sẽ không bằng một cặp khách mời này đâu. Wow. Cặp khách mời này đồng hành với nhau rất là lâu rồi. Sao? Đúng, có những lúc tôi tưởng họ là chuẩn bị là đứng trên bờ vực gọi là... Tan rã đó. Tan rã, đúng rồi. Nhưng mà họ vẫn gắn kết với nhau và họ là những người phụ nữ rất thích tính toán. Là họ đó. Có nghĩa là đây là những người phụ nữ thứ nhất là vừa xinh đẹp, bản lĩnh mà còn giỏi tính toán nữa. Đúng. Quá tuyệt vời. Và đó là ai ạ? Và sau đây là sự xuất hiện của Vy Vân và Ngọc Xuyên. Xin mời. Xin chào. Rồi em ai sai lịch sự quá vậy? Dạ mời chị. Không. Chị đó, chào chị nha. Chào chị. Lời đầu tiên thì Vy Vân xin được gửi lời chào đến Huy Khánh và Quốc Khánh, cũng như là toàn bộ khán giả đang xem truyền hình trên HTV7. Ngọc Xuyên xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đón xem chương trình Khi Hai Là Một, và chào Dưới Khánh, Quốc Khánh cũng như là chào bạn Vy Vân nha. Ủa chào luôn ha. Hồi nãy Khánh lại nói là chị với Vy Vân tính toán, thì thật ra là chị với Vy Vân cũng chơi với nhau rất là lâu rồi. Những cái mà kinh tế trong nhà Vy Vân á, chị đều nắm. À có nghĩa là chị tính không phải là tính cho bản thân, tính cho bạn. Đúng rồi. Ok, không sao cả. Hơn hết ngày hôm nay mình tới đây mình dẹp qua những cái gọi là vấn đề về tính toán tài chính luôn. Mình đến đây với một tinh thần thoải mái và bình yên như cái cách mà chị tạo ra trong cuộc sống hàng ngày của chị. Được không? Chị thoải mái không? Chị mở lòng với chị Xuyên không? Chị là luôn thoải mái, chị làm ngành trị liệu mà. Ủa sao em nói chị có mở lòng với chị Xuyên không? Là giống như chị có xích mích gì với nhau hay gì? Ý là Khánh là như là ngoài cái việc công việc diễn viên, MC diễn xuất ra, em còn đi học về cái ngành phân tích tâm lý hả? Dạ không. Hay là ngành gọi em là bên tính toán. Photographer. Trời ơi. Thì cái đó mình nói chuyện sau ha. Ok, bây giờ chúng ta đến với vòng chia đội nha. Dạ vâng. Ở đây có hai đội, Quốc Khánh và Duy Khánh, thì tất nhiên là tới đây thì chắc chắn là hai người phải chia ra làm hai đội, thì hai người muốn về đội A của ai? Thì nãy giờ chị thấy như là Duy Khánh rất là hiểu Vy Vân. Yeah, và hôm nay Duy Khánh cũng là người nhức mỏi đau cổ vai gáy rất là nhiều. Vy Vân sẽ chữa lành. Nếu như mà em muốn ấn vai thì qua Ái Vân. Ok. Vậy thì bây giờ để cho Duy Khánh có thời gian để thư giãn thì quý vị và các bạn hãy nghỉ ngơi lao trong giây lát nhé. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Yeah. Hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn khán giả đang quay trở lại với chương trình Khi Hai Là Một. Và đây sẽ là vòng chơi đầu tiên mang tên Lòng Tin. Chị tin Xuyên không? Ủa gì vậy trời? Tin chứ, chơi tính. Nó mười mấy năm rồi mà. Nhưng mà ý là tin ở mức độ như thế nào? Nói chung là cũng 8-9-10 á. 8-9-10 dữ à. Còn chị Xuyên? 20. Ủa? Ủa xin lỗi, là cái 100 đó là chia ra hả, này bên đây 80 này 20 hả? Chia đều thôi, tại vì hai người á gặp nhau thì sẽ kiểu cộng hưởng lại thì nó sẽ thành 100. Thì giống như là Vân tin chị 80, chị tin Vân 20 thì cộng lại là 100%. Hay quá, em thấy mọi người thông minh quá, tuyệt vời. Em thích mọi người. Còn về luật chơi của vòng này thì sẽ như thế nào hả Quốc Khánh? Ở vòng này chúng ta có một game được mang tên là Đố Vân Biết Xuyên Đang Nghĩ Gì và ngược lại. Mỗi người sẽ được chương trình chuẩn bị cho một bộ câu hỏi trắc nghiệm. Và khi ví dụ như chị Xuyên chơi đi, thì nhiệm vụ của chị Vân phải ngồi đó và đoán xem là chị Xuyên trả lời như thế nào. Để qua câu chuyện đó mình mới hiểu được là chị Vy Vân hiểu chị Xuyên như thế nào và ngược lại. Ok, bây giờ ở đây là có hai bộ câu hỏi dành cho Vy Vân và Ngọc Xuyên. 4 đáp án dành cho mỗi người A, B, C, D. Tức là phải trùng nhau thì mình mới hiểu nhau. Đoán trúng là được ghi điểm. Dạ, đoán trúng cái tâm lý của chị. Ví dụ như giờ chị chơi trước, bên đó đoán, bên đó đúng giống chị, bên đó lấy điểm. Chắc chị cũng đoán mò thôi em, chứ nhiều khi... Không, Vân vậy chứ nhìn Vân tâm linh lắm. À, một bên là tâm lý, bên tâm linh hả? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ chắc em nghĩ là chị Vy Vân sẽ chơi trước để cho chị Xuyên đoán. Đúng rồi. Ok, câu hỏi đầu tiên dành cho Vy Vân như sau. Vy Vân thích đóng dạng vai nào nhất? A.
hài hước, B vai bi thương, C hành động và D là vai phản diện. Xin mời. Trời ơi, hành động. Hay đánh nhắn cái là đón hành động liền. Chị có lộn Vi Vân với Ngô Thanh Vân không? Chắc vậy á em, chắc vậy á. Ý là không bao giờ thấy chị Vân gọi là có thể mà di chuyển một cách thẳng thắn. Trời ơi, em không biết đâu, mỗi lần mà Vi Vân nói chuyện mà Vi Vân ngồi kế ai á mà cái kiểu phấn khích quá là nó chuyện vậy nè, đó. À, cái là bạo lực chứ phải hành động chị ơi. Chạy không có bạo lực, nếu có bạo lực là chị đã chọn rồi. Thật sự là chị Vân từ xưa đến giờ khi mà còn học ở sân khấu điện ảnh thì luôn luôn là đóng vai đào thương. Nói chung là cái vai chuyên trị của chị là vẫn là những cái vai tâm lý. Nhưng mà sau đó là khi ra ngoài làm việc thì cũng có làm việc trong cái nhóm Tí Lia thì nhưng mà mình cũng ảnh hưởng sự hài hước với các bạn. Nên là mọi người thường thấy Vân có một số cái vai hài nhưng mà chưa bao giờ hành động hết, chưa bao giờ luôn Xuyên. Thiệt sự luôn, hiểu có 20% mà. Ok, rồi tiếp theo. Điểm mạnh nào của Vi Vân khi diễn xuất? Khả năng nhập vai, biểu cảm gương mặt, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể. Vi Vân chọn đáp án C, thật ra cũng rất là dễ hiểu bởi vì Vi Vân được trời phú cho một cái giọng nói rất là đẹp. Đúng rồi. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà em không biết lúc mà chị cãi nhau với khách hàng ở trong tiệm á. Trời ơi, làm gì chị cãi nhau với khách hàng? Chị chữa lành sao cãi nhau với khách hàng được? À dạ em xin lỗi, em sai. Ok, tiếp theo. Trong những thứ dưới đây Vi Vân sợ gì nhất? A côn trùng, B bóng tối, C độ cao, D không sợ gì hết. 1 2 3 xin mời. Chị không sợ trời. Đúng, chị không sợ gì hết, thật sự luôn. Vi Vân có một cái nỗi sợ tôi biết. Vi Vân sợ bị tưởng tượng những cái thứ tiêu cực. Ví dụ như bạn mà nói không phải là tiêu cực, ví dụ như là những cái cảnh nó hơi bị nhạy cảm, ví dụ như là máu me hay là cái gì đó, không có muốn nghĩ tới cái cảnh đó nhưng mà cũng không sợ. Tức là không muốn nghĩ thôi. Ok được rồi, tụi em sợ chị được chưa? Ok ok, mọi người sợ chị. Tiếp theo, khi đóng cảnh khóc, Vi Vân thường sử dụng cách nào để lấy cảm xúc? A, nghĩ về những kỷ niệm buồn. B, nghe nhạc buồn. C, tự nghĩ ra trong đầu một câu chuyện thật là bi thương. Và D, muốn khóc là khóc. Xin mời. Trời ơi. 3, xin mời. Trời ơi. Muốn khóc không có cảm xúc gì trơn trời. Việc lấy cảm xúc của chị rất là nhanh. Tại vì khi mà mình làm một cái nhân vật gì đó là trong mình đã quy định sẵn mình là cái cô gái đó rồi. Thì mình sẽ mang cái tâm trạng của cô gái đó. Ví dụ như chồng bỏ đi là luôn luôn chị tâm lý là chị bị chồng bỏ. Cho nên là vô cái cảnh ví dụ như là bây giờ chồng bước đi là tự nhiên là tức trong người là khóc thôi. Còn có những trường hợp ví dụ như là mình chưa có vô được cái nhân vật đó thì có lẽ chị sẽ chọn phương pháp của Xuyên. Tức là khi mà chị chưa có vô được tâm lý sâu cái nhân vật đó thì chắc chắn là chị phải sử dụng nhạc buồn. Đối với Vi Vân, đâu là một buổi họp mặt bạn bè lý tưởng? A, cùng nhau đi chơi xa. B, đi ăn uống thỏa thích. C, tâm sự với nhau trong một không gian yên tĩnh. Và D, hẹn bạn về nhà và cùng nhau nấu ăn và massage. Em không? Em thân không? Em kỳ cục quá đi à. Đúng không, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Hay quá. Bạn biết chắc là cỡ nào bạn chị mà đã một khi rủ về nhà rồi ăn xong là cỡ nào cũng phải đè người ta ra. Không phải, thật sự là chị làm bên ngành trị liệu cho nên chị biết là tất cả các bạn chạy xô, mấy bạn ngủ không đủ, mấy bạn mệt lắm. Nhưng mà các bạn cơ thể tâm lý các bạn vượt qua thôi, nhưng mà cơ thể vật lý của các bạn chịu không có nổi. Cho nên là chị đụng vô Quang Trung, những người thân thân với chị, hay là Lê Nhân, hay là Khánh, hay tất cả mọi người là chị biết là các bạn có vấn đề nhiều lắm. Qua câu hỏi này thì mình có thể thấy được là Xuyên thì cũng hiểu chị Vân á, nhưng mà chị Vân là tâm tính là bất biến, nói chung là thay đổi liên tục. Vân không hiểu chính mình. Là xong cái bộ câu hỏi của chị Vân rồi. Bây giờ sẽ là lúc chị cần lấy điểm nè. Rồi chị dập dồn hết những cái gì mà chị nhớ về Ngọc Xuyên nha. Ok, bây giờ tôi sẽ cho chị biết thế nào là sự vô thường của Ngọc Xuyên nhé. Kết nối tâm linh với Ngọc Xuyên nè. Câu hỏi đầu tiên như sau. Ngọc Xuyên thích xem thể loại phim nào nhất trong 4 thể loại dưới đây? A, hài. B, kinh dị. C, lãng mạn. Và D, hành động. Bắt đầu. Cái gì lãng mạn gì hài? Ủa sao chị Xuyên mà thích coi hài được, không ai đơn giản như vậy á. Bà Xuyên đâu có coi hài gì đâu. Trời ơi, Xuyên rất là mỗi lần mà chị rủ đi coi phim á, lúc nào Xuyên cũng lựa mấy phim dễ dễ coi, ví dụ như là hài hước hay gì cho nó dễ dễ không à. Em cũng nghĩ là Ngọc Xuyên bình thường là đa số là sẽ tham gia những cái thể loại vai mà nó có mang tính chất là năng động hơn. Thậm chí là Xuyên cũng đóng rất là nhiều vai hài nữa. Nhưng mà lý do tại sao mà chị lại thích xem phim tình cảm? Thì thiếu tình cảm em. Tới bây giờ thì vẫn không có một người bạn có thể hiểu được chị. Ý là kể cả chị Vân cũng không thật sự hiểu chị. Đúng rồi em. Vân bị lãng không có mạng. Em. Câu hỏi tiếp theo như sau.
trong 4 tiêu chí dưới đây, đâu là tiêu chí không thể thiếu về hình mẫu người yêu của Ngọc Xuyên? A. Đẹp trai. B. Là có kinh tế. C. Thì tinh tế. Còn D. Là có chí cầu tiến. Rồi, 1, 2, 3. Ba cái kia thì tất nhiên là cũng quan trọng đó, nhưng mà nó chỉ là cái điều kiện thôi. Cho nên là mình phải lựa ra một cái gì mà nó thật sự là ý nghĩa nhất, quan trọng nhất với Ngọc Xuyên. Và nghĩ là không thể thiếu đó chính là một người đàn ông có chí cầu tiến. Hay hả? Hay á. Cái điều này thì nó cũng kiểu dễ mà. Tại vì cái bản thân chị hay Vân thì cũng cần một cái người đàn ông như vậy. Và tiếp theo, nếu bị một người khác giới tiếp cận và xin số điện thoại thì Ngọc Xuyên sẽ Trời ơi. Khéo léo từ chối và xin phép rời đi. B. Xem xét coi có đẹp trai không mới cho. C. Không nói lời nào, nhanh chóng bỏ đi. Và D. Cho đại số điện thoại Duy Khanh. Ủa? Đơn giản. 2, 3. Trời, tôi nhiều điểm với ta. Có đẹp trai không Phan Xí? Hình câu trên thì mới nói là cần chí cầu tiến, mà câu dưới lại là đẹp trai là sao ý lận? Đó là cái ánh nhìn đầu tiên nó khác với lại là cái đi lâu về dài. Thì nếu mà muốn kiểu cái ấn tượng thì đương nhiên cái first look nó sẽ là cái điểm nhấn đầu tiên để mà mình có thể là quen với người. Nhưng mà chị biết đó. Không, có rất là nhiều người đàn ông xấu trai xin số điện thoại chị, họ có chí cầu tiến mà chị không chấp nhận. Thì đó, bởi vì là chị xui. Nhưng mà nhiều khi cái người đẹp trai đó cho số điện thoại nhưng mà may sao là vừa đẹp trai vừa có chí cầu tiến thì đúng rồi. Và cuối cùng là có người đó trên đời không? Có em. À chưa ha. Chưa. Ok, vậy mình qua câu hỏi tiếp theo. Có, ok. Ngọc Xuyên thích hoạt động giải trí nào nhất? A. Đọc sách. B. Xem phim. C. Chơi thể thao. Và D. Mua sắm. 2, 3. Đi mua sắm. Xuyên là con đọc sách rồi đó. Chơi thể thao càng không. Nãy giờ là tôi thấy là Vi Vân khá hiểu Ngọc Xuyên. Chắc là Ngọc Xuyên là không bất biến như Vi Vân cho nên dễ hiểu. Sau một ngày làm việc năng suất, điều mà Ngọc Xuyên muốn làm nhất là gì? A. Ăn một bữa ăn ngon. B. Ngủ một giấc thật đã. C. Đi chơi với bạn bè. Và D. Chỉ cần tẩy trang và tắm rửa. Ngọc Xuyên không có cái gì ngoài ngủ hết. Chị nói thiệt với em, cuộc đời Ngọc Xuyên không có gì ngoài ngủ. Em có thể bắt gặp Ngọc Xuyên ngủ ở dưới sân, ngủ ở dưới góc máy quay, ngủ ở dưới chân nhà sản xuất, ngủ ở dưới chân đạo diễn luôn. Tức là tranh thủ ngủ dữ lắm. Mà Ngọc Xuyên ngày là phải ngủ tới 20 tiếng mới đủ giấc. Ngọc Xuyên như con mèo con vậy chị. Tại vì thật ra chị là một tiếp người rất là ít ăn, không có ăn nhiều, không ăn vặt luôn, ít ăn vặt lắm, một ngày chỉ cần ăn một cử thôi, nhưng mà phải ngủ nha, ngủ là phải ngủ. Nhưng mà chị nhiều. Ngủ như một con mèo tam thể luôn hả? Đúng rồi, chị ngủ dữ lắm, và chị ngủ dễ thương lắm. Và kết quả cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Nãy giờ thì Ngọc Xuyên không đoán được Vi Vân là bao cả, và Vi Vân hầu như là đoán gần hết những cái đáp án của Ngọc Xuyên, cho nên phần thắng chung cuộc thuộc về Vi Vân, xin chúc mừng chị. Hay quá, chị hiểu bạn của mình giỏi quá. Đối với tâm lý của chị là thắng bạn thân của mình không có gì là vui vẻ cả. Chị cảm thấy rất là sầu não. Chị nhắc không hợp đâu. Ok, nhưng mà mọi người ơi, cho em hỏi là mọi người có thật sự có nhiều kỷ niệm với nhau trong hành trình vừa qua không? Nhiều lắm em. Ok, đừng nói. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn ở vòng 2 của chương trình mang tên Kỷ niệm. Xin mời. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng tiếp theo của chương trình Kỳ 2 là 1. Và vòng này được mang tên Kỷ niệm. Ôi Duy Khánh ơi, Duy Khánh. Ngập rồi kìa. Hả? Gì? Nước ngập rồi kìa, nước ngập rồi kìa. Xin lỗi mọi người, trong cái khoảng thời gian mà mọi người nghỉ ngơi thì Khánh cũng xin phép nghỉ ngơi một chút. Thì cảm ơn chị với cái bàn tay ma thuật của chị đã làm cho em đỡ mỏi hơn rất là nhiều á. Chương trình của chúng ta có chuẩn bị cho hai chị một cái tấm bảng gắn rất là nhiều những cái bức ảnh cũng như là những cái kỷ niệm, những cái ký ức của hai người. Và trong đây em thấy là còn có cái lớp gọi là lớp K35, cái lớp học ở trường sân khấu điện ảnh của chị Xuyên với là chị Vân nè. Bây giờ mỗi đội sẽ có một bộ emoji khác nhau. Thì nhiệm vụ của các bạn là sẽ dựa vào những tấm hình này, chúng ta cảm thấy ô, đây là những kỷ niệm mà chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình sẽ chọn những cái biểu tượng mang tính chất hạnh phúc, những kỷ niệm thật sự làm cho chúng ta cảm thấy mũi lòng xúc động, hay là những kiểu biểu tượng nhìn vô một cái là chỉ muốn khóc thôi. Hoặc có những biểu tượng là ủa, tại sao lại có khúc này. Thì nói chung là mình dựa vào những cái biểu cảm này để mình để cho phù hợp. Và nhiệm vụ các bạn là nhét ở bên dưới tấm ảnh, và một lát chúng ta sẽ so với nhau trùng khớp được điểm. Ok, rồi chúng ta thử bắt đầu nha. Cái này không, cái này cái gì trời. Này đi. Cái này không nhớ. Ủa gì vậy ta, này nào vậy?
chết rồi, cái này chị làm tâm lý chịu rồi đó. Tâm lý chịu rồi đó. Rồi biểu cảm nhiều lắm. Ok, Ngọc Xuyên đã xong. Rồi ở đây Xuyên chọn là hân hoan. Chắc chắn là phải hân hoan vì chị thấy cái nón này kìa. Wow. Sao lại hân hoan ạ? Đây là cái buổi ra mắt phim của Xuyên. Cũng là cái bộ phim đầu tiên mà kiểu là mình có một cái vai nó cũng khá lớn. Thì cái này hân hoan là đúng không? Hân hoan đúng rồi. Okay, tấm hình cái này là Vân chọn là khóc bởi vì Vân không muốn nhớ tới nữa. Không có gì khóc. Ôi, ôi. Cái gì hả? Sao khóc vậy? Cái này là tốt nghiệp hả? Cái này lớp em á Khánh. Thì em mới nói là tốt nghiệp đúng lớp không? Lớp em nhưng mà hai tụi chị đóng vai chính á Khánh. Cái này là tại vì các bạn trong lớp thì không có phù hợp vai lắm, cho nên là có một số vai thì rất là phù hợp với chị Xuyên và chị Vân, cho nên là thầy cũng là thầy của mình, thầy của Quốc Khánh là Vi Vân và Ngọc Xuyên là mời Vân và Xuyên vào trong cái sân khấu để đóng kịch tốt nghiệp cho lớp của Khánh. Ok, vòng cao 37 coi. Lớp này là phải có Khánh nữa ha. Khánh đứng cái bên. Khánh không có trong cái này, Khánh bị đuổi học. Khánh. Khánh biến sắc bé. Khánh không đủ điều kiện. Okay, đây là cái cảm xúc của tôi. Lúc này nguyên lớp tốt nghiệp tôi đứng sắc bé tôi khóc quá trời. Trong cái thời điểm đó Quốc Khánh là bị khó khăn trong cái chuyện đi học. Lúc đó mình chỉ tập trung vô việc đi làm thôi. Hình Quốc Khánh có kể với lại khán giả nghe là Quốc Khánh đã từng làm sắc vé. Thì cái sân khấu IDCAP, cái nơi mà lớp Quốc Khánh tốt nghiệp á, là cũng là cái sân khấu này, cũng là một cái nơi mà chị Vân với chị Xuyên là học trò cũ của thầy, cho nên là hỗ trợ cho tất cả các bạn trong nhóm. Nhưng mà cái vở kịch nó quá nặng đi, cho nên là những cái bạn mà mới học trong lớp không thể nào diễn được cái vai nặng như vậy. Cho nên là buộc phải là nhờ chị Xuyên với chị Vân vô gồng gánh để mà giúp cho các bạn tốt nghiệp. Và các bạn chỉ đóng những cái vai mà phù hợp với các bạn thôi. Và chị Vân với chị Xuyên gần như là vai chính. Là vai chính nhưng mà ý là cái này là chị khóc là biết sao không? Tại vì sát chị một cái. Có ổn. Ủa vậy chứ chị khóc là vì lý do gì? Chị khóc là vì tại vì thực ra nó cũng là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Vì thầy lúc nào cũng rất là thương Xuyên với lại Vân. Nhưng mà bây giờ thầy cũng đã mất rồi, cho nên là cũng rất là buồn. Cái năm Khánh học là thầy cũng là chủ nhiệm hả? Thầy dạy kỹ thuật biểu diễn. Em nữa, mặc dù em không học chính quy nhưng mà thầy dạy em ở ngoài. Đúng rồi, thầy cũng đã từng xem Duy Khánh diễn và thầy cũng đã chỉ dẫn Duy Khánh rất là nhiều, đó là Quốc Khánh có thấy luôn. Thầy thương em lắm luôn á. Bây giờ mình vô kỷ niệm dưới đây ha, mình sẵn nhắc thầy mình xuống lớp K35 đi. Đúng rồi. Trời ơi. Có hay hả? Ê, tôi chơi cái game này với mấy đội trước chứ ai đúng á nha. Rồi sao mà trùng hợp vậy ta? Chị nghĩ là cái này là tất cả K35 tụ hợp rồi, ha. Trong một khoảng thời gian rất là lâu. Cái này bao lâu rồi? Mới đây thôi. Ôi, mới đây hả? Mới đây luôn á, gần đây luôn á. Mới đây thôi. Mới cách đây tháng, 2 tháng gì vậy? Rồi thì cũng gần quá. Anh Nhật Tân bây giờ cũng là đạo diễn. Nhật Tân bây giờ là đạo diễn. Anh Wendy cũng đang là rapper. Nói chung là các bạn trong lớp. Chị tăng cân nãy chị nói 25kg hả? Cũng không có gì quan trọng hết. Không, đúng. Nhưng mà em thấy là cái tấm hình nó quá hay là tại vì chị biết chen vào những cái chỗ mà nó không lộ. Đúng rồi. Đây là cái đầu đó thôi. Thông minh là chỗ này nè. Tinh tế là chỗ này nè. Bây giờ mình qua tấm hình của những người bạn bên đây nè. Cái này em đoán nha, em không biết giờ em đoán thử coi phải không nha. Với cái góc bàn này và cái view ở đằng xa xa một tí hí thôi, nhưng em nghĩ đây là quán lẩu Trương Tử Giang. Đúng không? Lẩu ở Trương Tử Giang. Chị không có nhớ luôn. Không nhớ nữa, thật sự rất là Xuyên lâu. Xuyên để mặc gì ạ? Ủa? Thật ra là cái mặt này là kiểu như chị ủa gì ta, cái nào ta là chị không nhớ nên chị chọn kiểu vậy. Đúng rồi, chị cũng không đúng không nhớ. Đúng rồi, chị cũng không nhớ. Ê, một người đồng điệu ghê luôn á. Ở đây là Trung cái thời này là Trung cũng đã ngưng công việc diễn viên rồi và Trung đang chuẩn bị đi du học. Lúc này mặt chị còn ốm nè nên là chị chụp trật diện luôn, nhìn thẳng luôn chứ không có néo một bên nữa. Cái thời điểm này là Xuyên còn ăn nhậu dữ lắm nè. Cái gì mà Xuyên ăn nhậu? Tại sao mà bây giờ Xuyên ngủ một ngày 20 tiếng là do là những chai bia Xuyên ngậm trong miệng rồi nha. Tôi chỉ nói nhẹ vậy thôi. Rồi, cái tấm hình cuối cùng. Ê, tôi sợ quá, tôi hồi hộp quá. Các bạn ơi, không những là những tấm hình ở đây mà chương trình của chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn rất rất nhiều tấm hình mà các bạn không ngờ chúng tôi có thể tìm được. Sao vậy ta? Chương trình nghiên cứu kỹ. Biên tập quá đỉnh luôn. Trời ơi. Đỉnh nha. Ê, có tấm hình tôi nhìn tấm này tôi bồi hồi quá. Sao vậy? Trời ơi. Mọi người á, Vi Vân của tôi nè. Ủa sao em bồi hồi vậy? Lúc này slay quá Slay lắm. Chị đẹp Vân quá. Á, bây giờ là có gia đình rồi cho nên là chỉ có công việc mọi thứ, cho nên là đôi khi bây giờ mọi người không khó thể nào nhìn ra chị Vi Vân của cái thời điểm này rất chảnh nha mọi người. Siêu chảnh.
có chảnh đâu, tại vì không, ấy chảnh đó là kiêu kỳ á. Kiêu kỳ cô á. Gái kiêu kỳ ấy. Cái lúc mà em học lớp 12 á là em ít có dịp được lên trên trung tâm lắm. Mà mỗi lần lên trung tâm á là em thấy mấy cái bảng hiệu á toàn cái mặt chị không à. Mà đó trời ơi, nhìn có nghĩa là mình thèm luôn á, mình biết là tại vì em đã từng gặp chị trong trường rồi. Em nói ôi vậy là sau này nếu mà mình có dịp mình được thi vào trường sân khấu là mình cũng sẽ có cơ hội được lên bảng hiệu. Giống như vậy. Đó. Tại lúc đó thì chị cũng có may mắn là hồi thời đó thì cũng có một thời trúng xô á, kiểu như là trúng cái thời mà điểm. Đẹp mà giọng đẹp tất cả mọi thứ luôn á. Còn rất nhiều tấm hình của chị Vân và chị Xuyên. Trời ơi dễ thương hả? Đây là tấm hình rất là đặc biệt là trong cái đám cưới của Vi Vân. Đúng rồi, đám cưới nè. Cái này là đúng kiểu là dòng thời gian luôn á. Cái này bây giờ con của Vi Vân là 7 tuổi rồi, lúc này là mới có đầy 1 tuổi á. Ok, nãy giờ là với những cái chuyện mà xảy ra của chị Vân với chị Xuyên á, em có một cái điều em luôn thắc mắc ở những cái cặp bạn mà mình chơi với nhau quá lâu nha, ngay cả khi bạn thân em cũng hay hỏi câu này, đó là có bao giờ hai người nghĩ tới chuyện là nếu như mà để cho hai người mà không còn chơi với nhau nữa thì đó sẽ là lý do gì? Nếu mà em hỏi chị ngay thời điểm hiện tại thì chị không có tìm được lý do đâu đó. Nhưng mà nếu như phải có một lý do để hai người không còn chơi với nhau nữa. Chỉ một lý do, tại vì tất cả Xuyên từ thời điểm mới bắt đầu và tới bây giờ Xuyên cũng thay đổi rất là nhiều và chị cũng vậy. Nhưng mà được cái là hai đứa cùng chung chí hướng á, kiểu như là có nhiều giai đoạn chị cũng chơi thân với nhiều bạn á. Nhưng sau đó là chị mới phát hiện ra là cái tư tưởng sống nó không có giống nhau. Ví dụ như là mình dù có đi hướng nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải cùng cái tư tưởng sống. Ví dụ như là mình phải trở thành một con người tử tế, mình trở thành một cái con người lại là mang nhiều cái giá trị đến cho cuộc sống, hay là một cái gì đó rất tốt đẹp đi. Thì chị với Xuyên là dạng là tuy là nhiều suy nghĩ khác nhau, có những cái đối kháng với nhau thật, nhưng mà vẫn hướng tới những cái tư tưởng tốt đẹp. Nếu mà để nói về tìm ra một cái điểm gì đó để mà hai đứa nghỉ chơi với nhau thì thật sự nó rất là khó. Tại vì trong thời điểm mà hai đứa chơi với nhau, nghỉ chơi cũng rất nhiều lần rồi. Trời ơi, đếm không nổi luôn không. Và nghỉ chơi vì những cái lý do nó cũng bình thường thôi, kiểu là trong cuộc sống mà có những lúc mình đồng ý cái này, mình không đồng ý cái kia thì cãi lộn rồi giận nhau rồi này kia. Dạ, cũng không có tìm được câu trả lời đâu em, tụi chị chơi với nhau đời đời kiếp kiếp đi. Em được biết thì những cái tấm hình nãy giờ được đưa ra, em thấy có những cái sự kiện rất là quan trọng của cả hai chị. Và vấn đề là hai chị đều xuất hiện chung với nhau. Vậy một câu hỏi được đặt ra là đã bao giờ có một cái sự kiện nào rất quan trọng với một trong hai người mà người còn lại không xuất hiện không? Thực ra thì Xuyên xuất hiện trong những sự kiện của Vân thôi, chứ còn người Xuyên chưa có sự kiện để Vân xuất hiện. À, hóa ra chị nói mới đi. Ừ ha. Vâng, và đó là những cái thông điệp mà chị Vi Vân cũng như chị Ngọc Xuyên đã mang đến cho chương trình của chúng ta với những cái kỷ niệm vô cùng thân thương và thú vị. Vâng, và các bạn ơi, vòng cuối của chương trình sẽ là nương tựa. Dạ, chúng ta sẽ cùng đến với nương tựa sau vài phút giải lao nhé. Xin mời. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vòng cuối cùng của chương trình Khi Hai Là Một. Và vòng này được mang tên là Nương Tựa. Thì cũng giống như ban đầu Duy Khánh có chia sẻ với hai bạn, đó chính là vòng này chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau, có là cùng đồng đội, chứ hai chị sẽ không nương nhau. Ở lượt chơi này sẽ từng đội chơi. Trước mắt chúng ta đây là một cái thùng đá. Ở trong thùng đá này có 5 trái banh. Thật ra là có 10 trái banh, hai loại màu khác nhau. Yeah. Nhiệm vụ của chúng ta là phải cầm 5 trái banh trong cái thùng đá này ra và bắt buộc là phải cùng màu nha. Sau đó một người bịt mũi xoay 5 vòng. Sau khi bên đây bóc trái banh và bên đây xoay 5 vòng rồi, cả hai người cùng nhau nắm tay chạy lại đây, cùng nhau giải cái bài toán ở cái bảng này. Và sau khi chúng ta hoàn thành thử thách, chương trình sẽ bấm giờ. Ai hoàn thành thử thách ở cái thời gian ngắn nhất sẽ là đội chiến thắng. Ok, tôi có hai câu hỏi. Bấm giờ đi. Bấm giờ đi. Cái gì vậy? Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là bây giờ số lượng banh của mỗi màu là bao nhiêu trái để mình biết mình lấy mình vứt ra thì vứt ra đâu, vứt xuống đất đúng không? Đúng. Vậy thì bây giờ mình phải biết số lượng để mình biết là à mình đã hoàn thành. Trong đó rồi. Có 10 trái banh, 5 trái banh màu trắng và 5 trái banh màu vàng. Ok. Xong sau đó mình sẽ ra đây mình tính toán. Có nghĩa là chúng ta phải ghi và tính toán cũng như là nêu to cái đáp án đó. Khánh có để ý từ nãy giờ chúng ta chơi chúng ta đã sử dụng những cái giác quan nào không? Chúng ta bóc banh là bóc bằng tay nè. Tay. Chúng ta xoay là chúng ta phải dùng mũi nè. Họng. Tay mũi họng. Tay mũi miệng thưa quý vị. Thì tôi thắc mắc là cây bút đâu để ghi, và đó cây bút đang nằm ở đây. Vâng, và các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Đồng hồ bấm cái chỉ chấp riêng 20 giây. Chị ơi, 20 giây là hết game luôn hả? Không có chạy marathon. Đừng có chấp nữa. Sao mà tức quá. Ok chị Xuyên ơi, mình nuốt cái cơn cười cho mình chơi giùm em đi nè. Ok, bây giờ thời gian nha, ai nhanh nhất người đã thắng. Rồi. Nhưng mà mình phải làm lần lượt, không phải làm cùng lúc nha. Ok. Khánh phải hoàn thành xong 5 trái bóng rồi xong rồi mới tới chị. Ok. Nín thở từ bây giờ nha chị. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin mời. 1 2 3 4 Và trái cuối cùng. Rồi. 1, 2,
3 4 5 tính giùm em đi. Rồi mình đánh. Rồi. Đâu? Toán đâu? Nhanh á. 55 cộng 1 là 666. 666 cộng này là 888. 888 888 cộng 333. 333 1 2 3 1 phải không? Ủa phải không? 1231. 1231. Chưa. Tính lại nha, tính lại nha. Tính lại phải 1231 vậy? 4412 viết 2 nhớ 1. 1 là 99 cộng cái gì vậy? 888 cộng 333. 333 nè, 8 cộng 3 11. 1 nhớ 1 đúng không? 8 3 11 11. À, đúng rồi, chính đúng rồi. 12 nhớ 1 đây nữa. 8 3 13. 11 trừ 9 là 2. 11 trừ 9 là con 2. 11 trừ 9 bằng 2. 12 trừ 12 trừ mình đổi nào chị? 12 trừ 10 nữa. Không, 12 trừ 9 nữa. 12 trừ 9. 9 là nhiêu? 12 trừ 9 là 3. 3. 221. Chưa coi như trừ 1000 đi. 221. Khúc này đừng có lấy hình nghệ sĩ chúng tôi. Trừ 1000 coi như là trừ 1000. Trời ơi, trừ 1000 còn phải cộng thêm vô nữa. Trừ hàng ngàn là coi như 222. Rồi. Ôi. Ôi. Chị ơi. Nhờ chị mà người ta thắng á. Tại chị thắng thì quạo quá. 1 phút 44 giây. Ok. Ok, và bây giờ là phần thi đấu của đội Duy Khánh và Vi Vân. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Em. Chị nói chấp 20 giây mà em lựa chi vậy? Em đợi 20 giây cho chị. Mà chị chắc chị tính kìa bố. Em cứ đợi 20 giây cho chị. Trời ơi, sao chảnh vậy? Vậy hết chị kêu kìa, chị chảnh kìa sao á, nhưng mà chị còn ơi. Còn mấy giây nào? Cùng nhau đếm. 10 9 8 BBC. Em đếm chứ biết chị mà. 6 Trời ơi. Số 1. 4 ý là tôi không hiểu sao chấp tôi luôn á. Ý là tôi chơi có 1 phút mấy à? Không. Em lựa. Em sao vậy? Em đừng có lựa vàng nữa. Đã người ta cái màu ở đây nó màu vàng mà em cứ lựa cái màu vàng kia vậy? Không có banh màu trắng. Banh màu trắng nó trùng với màu đá này em ơi, gì nữa đây? Nè. Một. Hai. Cục đá. Này cục đá nha. Lựa đi. Để chị con quay. Em này đã chấm 20 giây rồi. Nãy giờ 1 phút mấy rồi đó. Không, không. Chị bình tĩnh gì Vân, bình tĩnh. Chị bình tĩnh mà. Rồi, đúng rồi. Năng lượng tôi là sai, xem 10 vòng, xem 10 vòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Từ từ, chị liệu chị biết em ngồi đếm bóp không chị? Sao bóp được? 8, 9, 9 cộng 1, 1, 1, nhìn là biết là 1.000 rồi. Thế này 1.000 cho chị, 1.000 nhân 2 là 2.000. Nhưng mà em đừng có ghi 2.000, em tính chậm thiệt chậm cho chị. 9 cộng 1 là bằng 1. Ủa, 1.110. Tôi nhìn là tôi biết 1.000 luôn rồi đó. 1.000 hả? 1.000 nhân 2 là 2.000 hả? Đừng có ghi, chị nói đợi. Em đừng có ghi 2.000, em lên đây. La to là lên, sao? La to, 2.000. La to lên. À, chị la đi, chị la đi. Bây giờ mấy em nếu mà canh đúng là bao nhiêu, 1 phút bao nhiêu? Hả? 1 phút 46 giây đúng không? 1 phút 46 giây. Thì mình là 1 phút 44 giây thôi. Là mình la lên là được. Bây giờ bao nhiêu phút vậy ạ? Em cứ kệ, chưa bây tới giờ... thời gian đâu. Chị canh giỏi lắm, về em cứ ngồi đây chị massage cho em. Mấy phút rồi em? Xong đâu? À, 1.000. 2.000. Ủa? Chân chi chứ cộng chung sao? Trời ơi. Trời ơi. Cái này sao? 200. Lẹ. Ok, cộng 8. Mới vô 1.000, chỉ chắc là 1.001. Rồi ok, một cái này là 900 cộng 22 là 1102 trừ 11101. 1001. Con nghĩ cái này 5 phút. 1101. Yeah. Ok. Thôi, đi về đây. Rồi quá. Chị ơi, 3 phút mấy lần chị ơi. Nhờ ơn chị á. Bây giờ 3 phút có lẹ vậy? Chị ơi. Mà chị chấp ta 20 giây gì vậy? Không phải tại đó, em tưởng vậy là ngầu. Tại em nói với chị 899 cộng 111 là nhiêu. Cái chị không đi nhân viên cộng chơi gì hết cộng luôn. Ok, mời các bạn đứng dậy để chúng tôi tổng kết. À mà tức quá. Cũng cảm ơn phần tham gia rất là trượng phu của Vi Vân. Trước khi chơi đã chấp chúng tôi 20 giây và tổng thời gian của Vi Vân sau khi chơi game này là 3 phút 13 giây. Cảm ơn chị. Em trả lại chị luôn 30 giây nha. Để em thắng chị đàng hoàng. Em trân trọng cái cơ hội và cái dịp em được đồng hành cùng với chị. Dạ, em quý chị rất là nhiều. Em thích cái thái độ của chị lúc mà chị tụi em ơi, chị làm như chị nó rất cực kỳ tốn thời gian. Và tất nhiên là tổng kết chung cuộc của 3 vòng thi đấu thì tỷ số hiện tại đang là 2 đều, cả hai đội đều thắng. Xin cảm ơn ạ. Và tất nhiên sẽ có một phần quà rất là dễ thương dành tặng cho Vi Vân và Ngọc Xuyên. Xin mời. Yeah.
Mỗi người một phần đó chị. À, mỗi người một phần. Cảm ơn em. Chị vậy chứ, chị tính toán mà. Em biết chị giỏi tính toán mà. Ok, rồi. Bây giờ mình hỏi cảm xúc của chị Xuyên nhá. Ủa em à. Em ngại giao lưu với chị. Từ đầu tới giờ luôn á. Thì hôm nay thì cũng cảm ơn Vân đã tính toán rất là giỏi để mà hai đứa mình cùng có quà đem về ngày hôm nay. Thì cũng hiểu Vân nhiều hơn rồi, hiểu rất là hiểu luôn. Hiểu hơn đi. Nói chung là cũng cảm ơn hai bạn Khánh rất là dễ thương. Cảm ơn Song Khánh nha. Đã hỗ trợ cho Xuyên và Vân rất là nhiều ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị Xuyên rất là nhiều vì đã đến tham gia chương trình của tụi em. Cảm ơn sự điềm đạm của chị đã có mặt trong chương trình này, cảm ơn ạ. Chị, có được nói không? Chị mời chị ạ. Thôi, nói được rồi chị chia sẻ luôn giùm em nha. Hồi nãy giờ mình giỡn quá, bây giờ mình nghiêm túc lại nha. Vâng, vâng. Thì khi mà đến cái chương trình này thì Vân cũng nghĩ là với các anh em đồng nghiệp thì cũng rất là quen thân với nhau, cho nên là nhiều lúc thì cũng có những cái giây phút rất là thoải mái. Mặc dù nó hơi kịch cỡm như em nói, nhưng mà mong là mọi người cảm nhận được cái sự thân thiện cũng như là cái niềm vui mà anh em chúng tôi mang lại trong cái show ngày hôm nay. Yeah, tuyệt vời. Dừng lại đó, nói một cái là chị luôn nói những cái giọng đẹp vào đầu cũng như là cuối chương trình, còn cái khúc giữa nó rất chợ. Em nói thật, nhưng em quý cái năng lượng của chị ngày hôm nay tới đây, và chị đã dành thời gian đến với chương trình cũng như là cả chị Xuyên nữa. Và em chúc cho tình bạn của hai chị lúc nào cũng sẽ keo sơn gắn bó như anh em một nhà. Tình bạn là khi có gì hết, em giới thiệu đi. Ok, và rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ tất cả chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Hai đội chơi thì sẽ tìm cách để lấy những cái chai nước. Nếu như mà chúng vô bóng thì mình sẽ bỏ lại chai nước và đi ra. Anh ơi, Wrecking Ball hả? Malaysia Red hả? I can't.